các loại trái cây khi được soi chiếu dưới kính hiển vi, sự thật gây bất ngờ. Hoa quả, trái cây có lẽ là món khoái khẩu của nhiều người. Ai cũng có trong mình ít nhất một hoặc một vài loại quả ưa thích phải không nào? Tuy nhiên, khi soi chiếu những loại quả này dưới kính hiển vi sẽ có nhiều điều khiến bạn bất ngờ lắm đấy. Đầu tiên là dâu tây, xinh xắn, đáng yêu, nhiều người ưa thích. Thậm chí một số người còn có thói quen ăn dâu hái ngay tại vườn cho tươi. Nhưng khi cắt một lát nhỏ lên soi, có thể thấy rõ những con bọ đang bò lổm nhổm bên ngoài lớp vỏ. Bản thân chúng không gây hại cho sức khỏe chúng ta, nhưng những vi khuẩn và mầm bệnh mà chúng mang thì rất nguy hiểm. Soi kỹ hơn, thậm chí ta có thể thấy dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn sót trên vỏ dâu tây. Bởi vậy, nếu ăn loại quả này, ta hãy cố gắng rửa thật sạch và ngâm nước muối để đảm bảo an toàn nhé. Còn chuối thì sao? Nhiều người ca ngợi chuối là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Nhưng với phần chuối chín, đặc biệt là những phần đã nẫu, ta hãy soi kỹ nha. Ta có thể thấy một vi sinh vật đang di chuyển. Chính con vật này là tác nhân khiến phần hư thối của chuối lan nhanh hơn. Bởi vậy, khi chuối đã chín nẫu, ta không nên ăn những phần như thế này để đảm bảo sức khỏe của chính mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 24 giờ online, tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật và khám phá những tin tức thú vị ở những phần sau nhé.